cái gì mà pháp y nè bà con. À, ghê quá. Mình đi vô luôn đây. Ba mẹ còn chưa đi vô đây bao giờ. Nơi đây là nơi bảo quản tử thi nè. Mấy cái cây xanh hồi đó bữa đây là bóng mát nhiều lắm nha bà con. Cưa luôn mấy cái cây xanh rồi. Ồ, vậy là sắp tới đây là mai mốt chỗ này nó giống như bên này. Bên đây hồi xưa cũng là nghĩa trang nè. Mồ mả sau đó người ta xây nè. Ồ, cái chỗ này là nó thay đổi nè bà con. Trời ơi, đi bóc bọc nè. Đây là một cái bãi rác bà con. Rồi ba mẹ con thấy chú này đều đậu xe đạp đây, bắt đầu vô đi móc bọc. Còn đây là khu xóm nghèo. Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. À, rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba mẹ con. À, Sài Gòn. À, hôm nay là, bây giờ là 9:20, nhiệt độ bên ngoài là 31°C, nếu mà đổi ra độ F là khoảng chắc cỡ tầm 88°F thì phải. Ba mẹ cô đang có mặt ở đây đó, là bên đây trái là nhà thờ Thánh Phaolô rồi đó. Nhà thờ Thánh Phaolô. Nhà thờ này là do cha Vũ Sĩ Ba là chánh xứ Tiên Khởi thành lập vào thập niên năm 60 đó bạn ạ. Hiện tại thì ba mẹ cậu đang có mặt ở 193 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Sáng nay ba mẹ cậu sẽ chở bà con bác đi đến một cái nơi. Lại tiếp tục ở trên khu vực quận Tân Phú thôi. Hôm qua mình đi cái mé bên kia, hôm nay mình sẽ đi cái mé bên Bình Hưng Hòa nha bà con. Trời ơi, trời mới vừa mát mát, giờ nắng lên rồi. Đây là đường số 6. Có một cái video nó lên view khủng khiếp thiệt bà con. Trong vòng cái nửa ngày thôi nó lên hơn 100.000 view, 12 tiếng đồng hồ. Ghê gớm thiệt. Mà xin thưa bà con các bác, những cái video như vậy thì có nhiều, rất nhiều, ba mươi còn nhận được rất nhiều các lượt like bà con, cũng như bình luận. Mà ba mẹ còn ngán ngẩm cái nổi nè, toàn là dân đa phần mọi người vô cào bằng phím không à, không có coi video của ba mẹ còn comment toàn những thứ gì đâu không, trên trời dưới đất không mà bà con. Mà ba mẹ còn đọc vô là ba mẹ còn biết là những người này thì chỉ dạng giống như là vô coi tiêu đề rồi xong vô comment cho vui vậy thôi, chứ không bao giờ coi phim đó. Có nhiều người vô comment kiểu giống như đúng rồi vậy đó. Quán hủ tiếu Nam Giang này ba mươi người nghe ăn nè. Bia ghi danh nói thấy mát mát, giờ bắt đầu nắng rồi, nó nóng rồi nè.
Dương Vương. Hồi xưa con đường này mang tên là Rạch Cát đi Bà Điểm. 30 gồm một quẹo tay phải này là mình vô khu cư xá Phú Lâm B các bạn ạ. Đường An Dương Vương này bên tay trái là Bình Tân nè, bên tay phải là quận 6. Con đường An Dương Vương này á, là nó đi xuyên qua tới 4 quận luôn nha bà con. Bình Chánh, quận 8, quận 6, Bình Tân, Bình Phú nữa chứ. Con đường An Dương Vương này nó đi xuyên dữ lắm nha. Đây Bình Tân nè, đây quận 6 rồi bà. Hồi xưa bên tay trái mà mày gọi đây có cái ông mà chuyên là vẽ bảng hiệu đó bà. Đình này đình Nghi Hòa, ở đây người ta gọi là ngã tư Bà Hôm. Bà con có bắt thấy cây da trước mặt không? Đó, ngay đó người ta gọi là chợ cây da xà. Đó, ở đây là người ta gọi là ngã tư Bà Hôm nè. Quẹo tay phải là mình sẽ đi về về đâu ta, về chợ Phú Lâm. Còn về tay trái này mình đi về Đức Hòa, Đức Huệ, Long An các bà con. Hồi xưa trên cái con đường Bà Hôm này nè, tỉnh lộ 10. Bên phải là Bà Hôm nha, mà quẹo qua tay trái này hùng về tỉnh lộ 10 nè. Hồi xưa con đường tỉnh lộ 10 này là sau năm 75 á, đó là người bà con các cô các chú thường hay đi con đường này để đi về khu nông trường Lê Minh Xuân, để đi như hồi xưa là trồng thơm. Đây là có một cái khu lò nữa, đây là lò bánh tiêu, bánh bò. Qua đây con đường Phan Anh nè. Vậy là con đường An Dương Vương này là nó chỉ kéo tới quận 6 là hết bà con, nó không có Bình Thường Phú. Qua bên đây là Phan Anh mà nó vẫn là quận 6 nè. Vậy là nó chỉ có đi qua 4 quận thôi, đó là Bình Tân, quận 6, quận 8 và quận Bình Chánh. Rồi con đường này đường Phan Anh trước năm 75 thì nó là đường Rạch Cát đi Bà Điểm, nó dài. Ở đây là chợ này, chợ ngã tư 4 xã nè bà con.
người ta gọi đó là ngã tư bốn xã. Đường này đường Mình Long nè bà con, hồi xưa con đường này mang tên là đường Hương Lộ 3. Có đường số 1 nè, ở đây có một cái khu chợ là Bình Lâm. Tự nhiên ba mẹ cầu qua đây nói chuyện với các cô chú bác bên Úc đó, tự nhiên ba mẹ cầu rộn ràng trong bụng quá bà con. Ba mẹ cầu sắp sửa được gặp các cô chú anh chị và các bạn ở bên Úc. Chuyện với các cô chú bác, các bà mình ngồi rộn ràng quá, mong đi gặp các cô chú bác ghê luôn á. Bình Đông nè bà con. Ba trời, giờ cái lòng của ba mày rồi nó háo hức, nó chỉ muốn chuẩn bị đi qua Úc để gặp các cô chú bác uống cà phê quá. Cho nên giờ cái trong cái đầu nó cứ miên man suy nghĩ, những cái của bác đi quay đường phố thì thôi, chứ trong đầu ba mày rồi đang suy nghĩ chuyện là mình sẽ tới Úc mình làm cái gì. Mình sẽ nói chuyện gì với các cô chú bác. À, bây giờ bắt đầu là chuẩn bị gặp được các cô chú bác bằng xương bằng thịt. Đúng thì cái bà con cô bác có mấy bác ở bên Úc rất là thân với ba mẹ cô luôn á. Melbourne, Sydney nè, Canberra nè. Mà thân lắm á, thân mấy năm nay luôn rồi đó bà con. Nhưng mà ba mẹ còn chưa biết mặt mũi.
giờ không biết khi mà gặp mặt các bác không, không biết làm sao đây. Đây có một cái chợ nè bạn, chợ này là chợ, chợ này người ta gọi đó là chợ Bình Long. Con đường này đường số 3. Đây là nhà lòng chợ nè bà con. Người ta gọi là nghĩa địa Bình Hưng Hòa nè bà con. À đây bà mình thấy có rất nhiều mồ mả ở đây. Ở đây có cái nghĩa trang.
ở khu vực Bình Hưng Hòa này là xin thưa bà con bác là nhà người dân với lại nhà nghĩa trang nó sát sát nhau, kế bên nhau không nha bà con. Con đường mày 30 cầu đang đi là đường số 3 đó, bên đây cũng có nghĩa trang nữa nè. Hồi xưa đó, cơ bản là đó là đất trống, rồi sau đó cái người dân người ta đất trống này bắt đầu người ta mới làm cái khu nghĩa địa, rồi bắt đầu cái sau này dân nhập cư tới bà con, người dân người ta tới bắt đầu người ta ở càng đông, bắt đầu là ở chung. Rồi bây giờ thì từ từ là nhà dân nhiều hơn, rồi sắp tới đây cái nghĩa địa Bình Hưng Hòa này cũng nằm trong kế hoạch là bây giờ là di rời giải tỏa để trở thành cái khu dân cư. Rồi 30 giờ ra đây là con đường Bình Long, bên tay trái là Bình Tân và bên tay phải là Tân Phú. Đây là khu nghĩa trang đó nè bà con. Nghĩa trang này là nghĩa trang Lazaro. Xin thưa bà con bác, đây là hội Đức Thánh Lazaro. Của này làm của xứ Tân Hòa này. Xứ Tân Hòa này là bà con biết nó nằm ở đâu không? Nó nằm ở ngay chỗ Phú Nhuận đó bà con. Giáo xứ Tân Hòa. Bà mình rồi thấy mở cổng nè. Chạy bà mình rồi chạy vô dạo vòng cho bà con bắt xem. Vào cái ngày nào á bà con, bà mình rồi quên rồi. Là ngay chỗ cái cây thánh giá bà con có cái cha tới làm lễ. Bà mình rồi nhớ có một lần bà mình rồi đi vô quay. Người ta đang tưới cây. Đây là nghĩa trang giáo xứ Tân Hòa, Nam Định, Bắc Ninh, Hà Tây. Mà mình còn thấy đa phần là các cô chú mất ở đây là Nam Định, Bắc Ninh, Hà Tây. Kế bên đây nữa là có nghĩa trang giáo xứ Đa Minh nè bà con. Giáo xứ Đa Minh này là giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đó bà con. Giáo xứ này thì ba mấy cậu thấy là đóng cửa, nhưng mà đặt chân ở đây thì có cái bảng giống như miếng gỗ vậy bà con. Mo Chui ba mươi gò không hiểu ý nghĩa này lắm đó, các bác nào có biết thì bác nhắc chỉ giúp ba mươi gò với ở ngay tại giáo nghĩa trang giáo xứ Đa Minh. Còn đây là nghĩa trang quần cống nha bà con, được xây dựng vào năm 1973. Đây là giáo xứ nghĩa trang Vùng Cống, năm 1973. Ba mấy cậu không biết là nghĩa trang Vùng Cống này là của giáo xứ nào, các cô bác nào có biết thì xin chia sẻ với ba mấy cậu. Ở bên trong ba mấy cậu thấy có quán cà phê dẫn nữa, để ta mới còn chở các bác đi vô bên trong.
đây ba mấy cậu thấy là có đề cái chữ Bùi Chu. Ba mấy cậu thấy đây có đề cái chữ nè, quần cống đồng hương. Ở trên là Đức Thánh, Đức Thánh gì đó, Nguyễn Viết Sáng và Nguyễn Trọng Bảo gì bà con. Ba mấy cậu đọc không rõ lắm, chữ nó mờ quá. Hình như đề chữ là cha cố Nguyễn Viết Sáng hay sao bà con. Nguyễn Trọng Bảo, nói chung là ba mấy cậu không thấy rõ lắm. Còn bên đây là cụ Nam Định, cũng là nhà Nam Định. Tiếng gì đấy? Dạ không, con quay phim cho mấy bác ở nước ngoài coi thôi, mấy cái nghĩa trang này quá. Trời ơi, nghĩa trang này xấu lắm. Chỉ mấy cha á, quay mấy cha, quay mộ mấy cha. Mấy cha à? Cho mấy bác cha con. Cha thì để xe đây xong bước qua kia có hai cha nằm kia kìa. À, cha đó là cha gì kìa? Tắt máy đi. Dạ. Cha đó là cha Thông với cha Phúc. À, cha Thông cha Phúc. Này là quần cống là mình là ở đâu vậy coi? Ở Bùi Chung á không? Theo chị này nói thì mình vô đây mình quay có hai cha mới gì nè. Đây. Ồ. Đây là mộ cụ cố Vincente Nguyễn Viết Sáng. Và đây là thêm một cái cụ cố Nguyễn Viết, đây là Nguyễn Việt Sáng gì bà con. Đó. Rồi ra có cụ cố nè, Phạm Ức. Cụ cố, ôi trời, mấy đây là tàn mấy cha không. À đây nữa rồi, Nguyễn Vũ Lộc nè. À đây, đây là Bùi Chu. À, vậy là quần cống này là Bùi Chu đó bà con. À. À, thôi đi. Ba mấy cậu nhận ra được đây là hai cha nè. À, trước mặt bà con của bác nè bà con. À, đây là hai cha nè. Có hai cái cây ảnh giá phía trên cụ cố Vincente. Đây là cà phê Vẫm. Đây có một cái cà phê Vẫm ở đây luôn. Hồi đó ngay đây có cái cây cầu nè bà con. Cầu này người ta gọi là cầu trắng. À, có cái cầu bắc ngang ở đây nè. Còn cái đường mà Lê Ước Vạch này là hồi xưa cũng là dòng nước, dòng kênh luôn bà con. Hồi xưa đây là một cái dòng kênh nè. Đường Lê Thúc Vạch này nè. Người ta lắp kênh, người ta làm đường.
cũ. Tiếp tục ở đây là có cái nghĩa trang đó nè bà con. Đó, khu này là toàn bộ là nghĩa trang Bình Hưng Hòa đó bà con. Bên tay trái đó nè. Nghĩa trang bên trái này thì ba mươi gồ thấy không có đề cổng. Mùa hè về bà con bác nghe tiếng ve kêu không? Ở đây có một cái hồ cá. Trời ơi, ngồi đây câu cá nghe ve kêu nè. Này có cái hồ. Ở đây ba mẹ còn thấy họ đề là anh em chơi heo. 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều góp sức 10.000. Ba mẹ còn không biết chơi heo là chơi gì. Đây là khu nghĩa địa bên đây là ba mươi cầu thấy là như là của bên công giáo nè bà con. Hầu như là trên mọi nghĩa trang đều để cái cây thánh giá. Rồi cái cổng nghĩa trang ở đây thì bây giờ nó đã mất rồi bà con, nó chỉ còn có phần đuôi là chữ Hưng, cho nên ba mươi cầu cũng không biết đây là dấu của xứ nào đây. Hầu như là đây là cũng là đất nghĩa trang của bên công giáo nè con, bên tay trái. Tới đây là ba mẹ cô thấy có Phật giáo rồi, có tượng Quan Âm nè. Đây khu này mát mẻ ghê á. Câu cá thì chạy xe xuống tới đây luôn nè. Trong nghĩa trang này ba mẹ cậu thấy là đây có một cái bãi rác nữa bà con, nơi đây chắc là nơi tập kết rác. Đây ba mẹ cậu ở đây là thấy có một cái cổng nghĩa trang nữa bà con.
ở đây có cái cổng nhưng mà 30 độ không thấy đời tên gì hết. Bên đây là ba mẹ vừa thấy là của Phật giáo mà con, à, trên mấy cái bia mộ ba mẹ vừa thấy đời Phật, cái dấu hiệu của Phật giáo. Ở đây có một cái góc bên đây nè bà con, có tượng Địa Tạng. Ở đây là Phật giáo nè bà con, cho nên ba mẹ vừa thấy bà con phải để tượng Địa Tạng nhiều lắm. Đây có một cái nhà thờ tượng Địa Tạng. Ở đây thì ba mẹ cậu thấy là đây là nghĩa trang Đông Quang Tương Tế, à, Đông Quang Tương Tế nghĩa trang, chắc cái này là của người Hoa nè bà con. Trang Đông Quang, bên trong thì ba mẹ còn thấy có nhà dân ở luôn. Đó, con quá thấy không có gì, có người dân ở luôn. Xe 16 chỗ nè. Cuộc sống bên đây cũng có người dân ở đàng hoàng nha bạn ơi. Con đường đi vô nè. Bên đây có dãy mộ làm giống nhau quá trời luôn nè, từ cái bia cho đến cái mộ dưới luôn rồi con. Còn đây là khu xóm nghèo. Ở đây nó vắng vẻ bà con, thành thử ta nghe tiếng ve kêu. Đường lại có, bên trong cũng có nghĩa trang nè bà con, nhưng mà ở đây là có một cái ngôi chùa, chùa này là chùa Giác Hải. Ấp này người ta hồi xưa là ấp Bình Thuận.
đây là có một cái ngôi chùa. Chùa này là chùa Di Lặc, Pháp Hội Di Lặc. Rồi tiếp tới đây nữa là có một cái chùa, đằng kia là Giác Hải, còn cái này là chùa Đại Giác nè bà con. À, Đại Giác Tự. Bên trong cũng là cái nghĩa trang luôn bà con. Ngay góc này có con đường này, nhưng mà con đường này bên đây nó bị cấm. Mình thấy con đường vô đây bị cấm, người ta rào lại, người ta không cho vô. Rồi bên phải là đường Gò Dầu. À, lúc này xe đông quá mà người dân người ta làm mấy cái tân trang mấy cái lavabo bằng cầu rồi bà con. Ở đây người ta nhận mua lại mấy cái lavabo bằng cầu. À, giờ xe đông quá. Ở bên đây bà mày còn thấy có nghĩa trang của hội vụ vàng tương tế. Ồ, bên trong rác không không có đường đi luôn. À, xe đông quá nên không có chạy qua được. Còn cái góc ngay đây nè bà con, thì ta mới còn thấy là nghĩa trang Thượng Long Tương Tế Hội. À, nghĩa trang Thượng Long. Ba mày còn thấy cái đường mà đi vô người ta cũng chặn luôn bà con, để hàng rào cản cái ai không có đi vô được. Nghĩa trang Thượng Long. Dạ, ba mày còn mà đi quay phim viết mai mốt cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa này chắc ba mày còn nắm trong lòng bàn tay quá trời. À, đó là nghĩa trang Thượng Long. Rồi tới đây nè, hết đường Bình Long rồi nè bà con. Hồi xưa con đường Bình Long này Hương Lộ 3 nè, nó kéo thẳng qua bên kia luôn, nhưng mà sau này cái người ta đổi cái tên lại. Còn cái đoạn bên đây Hương Lộ 3 này người ta vẫn giữ lại tên cũ rồi bà con. À, mình quẹo qua đây. Quẹo qua đây thì bên tay trái này là cái bãi giữ xe, còn bên tay phải này là cái gì mà pháp y nè bà con. Ghê quá, mình đi vô luôn đi. Ba mẹ còn chưa đi vô đây bao giờ. Nơi đây là nơi bảo quản tử thi nè bà con. Giờ thấy mà trụ cột bê tông để quá trời. Bên tay trái là trung tâm hỏa táng. À, bà con bác xem. Còn bên đây là cái trung tâm hỏa táng nè bà con. À, khói đang bốc lên là có người đang thiêu trong đó bà con. 2, 4, 5, 5 cái đài. Đây là trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa nè bà con. Hồi xưa ta gọi là lò thiêu á. À, còn ở đây á là xin thưa bà con bác. Úi cha, trời ơi, sang phẳng hết trơn rồi. Đây là văn phòng nghĩa trang nè bà con. Hồi xưa ở đây bia mộ nhiều lắm đó bà con.
mà ở đây là giờ người ta bóc hết, người ta trả mặt bằng rồi nè. Ồ, mấy cây xanh hồi đó bữa đây là bóng mát nhiều lắm nha bà con, cưa luôn mấy cây xanh rồi. Ồ, vậy là sắp tới đây là mai mốt chỗ này nó giống như bên này. Bên đây hồi xưa cũng là nghĩa trang rồi, mồ mả sau đó người ta xây nè. Ồ, cái chỗ này là nó thay đổi rồi nè bà con. Toàn bộ bên đây là người ta bóc hết trơn rồi nè. Người ta bắt đầu qua mấy cậu thấy là bắt đầu là làm đường dây điện rồi đi ống thì tùm lum luôn rồi bà con. Rồi bên đây phải cũng vậy nè. Ôi vậy là tính ra cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa này người ta bất ngộ cũng nhiều lắm rồi bà con. Ở đây cái cột đây cái cột bê tông này cũng hạ xuống luôn rồi nè bà con. Ồ, đây là nghĩa trang gì bây giờ mất tên luôn rồi. Xin thưa bà con bác, toàn bộ cái khu vực này là bây giờ nó hạ xuống rồi. Ồ, đây nữa nè, bên đây nữa. Wow, ở đây là người ta cũng đào lên, người ta chuẩn bị ra sang lấp mặt bằng luôn rồi bà con. Ba mấy cậu nhớ là đi ngang qua đây là người ta để mấy cái tên mà mấy cái bảng của nghĩa trang, mà bây giờ ba mấy cậu thấy mất tiêu luôn rồi. Trên con đường này là mấy cái cổng của nghĩa trang ở đây là mất tiêu luôn bà con, không còn nhận ra được nữa. Rồi đây là cái cổng này đi vô bên trong nè, để ba mấy cậu đi vô coi thử rồi ha. Đi bóc bọc nè, đây là một cái bãi rác bà con. Rồi ba mấy cậu thấy chú này đều đậu xe đạp đây, bắt đầu vô đi móc bọc. Ở trong đây là có một cái khu người dân cư, người ta ở trong cái nghĩa địa này luôn nha bà con. Ở đây cũng có một cái cổng đó nè bà con. Ở đây có cái cây thanh giá. Ui cha chết. Trọng qua mưa đó bà con, thành thử ra con đường này nó lầy lội. Đứng từ bên đây nè bà con, nhìn ra coi như là giải tỏa mất một trắng một vùng bên ngoài kia luôn. Chú này nãy mới thấy đi móc bọc nè, hay lượm mấy cái chai nhựa đó bà con. Hôm nay ba mày rồi chở bà con bác đi xem lại cái nghĩa trang này trước khi mà sau này nó trở thành một cái khu công viên, cái trường học ở đây nha bà con.
ban đầu là tính xây dựng một cái khu dân cư cao cấp ở đây, nhưng mà cuối cùng cái không có chủ đầu tư nào hết hay sao đó, cái nơi đây nhà nước bắt đầu là bỏ vốn đầu tư luôn, làm xây dựng công viên, cái trường học để phục vụ cho cộng đồng. Ba mẹ còn thấy ý tưởng này rất là hay luôn á. Mình đây bên cái mình trồng, mình làm cái mảng cây xanh. Trời ơi, về nó kỳ quá ghê không. Bên tay phải ba mẹ ngồi đây có cái đình thần Bình Khánh nè. Ôi xa. Xe ba mấy cậu nó hết xăng rồi cha nội ơi. Thôi ba mấy cậu phải quay ra cho tụi con, chứ không phải ba mấy cậu dắt bộ thấy mẹ luôn. Đây là nghĩa trang giáo xứ Bắc Hà. Xin thưa bà con bác, ba mấy cậu phải quay ra thôi. Xe ba mấy cậu hết xăng rồi. Đừng có đi vô trong đây mà nó hết xăng dắt bộ là đuối đuối chè đậu luôn á. Giờ ba mẹ cô sẽ với bà con bác nhanh chóng chạy ra nhé. Mấy cô thấy xe nó xịt là biết nó gần hết xăng rồi đó. À, nãy giờ lo đi mà quên coi cái vụ xăng trộn này. À, ở đây dân ta sống trong đây cũng nhiều lắm rồi con. Những người này ba mấy cô không biết là hồi xưa họ có gốc gác họ ở đây không. Nhưng mà ba mấy cô nghĩ đây là hầu như... Ở đây có nghĩa trang giáo xứ Đức Mẹ A đó mà con. Rồi Thượng Nông là Sáu Liễu, Tân Việt, khu 85. Ở đây ba mấy cậu thấy có nó liệt kê tất cả các tên luôn nè bà con. Ở đây có nhiều lắm bà con. Ngọc Cục nè, Nam Thái nè, Bắc Việt nè, Chính Hoàng nè, Kế Nam Thái, Nguyễn Văn Bì nè, Văn Tre Hai Cờ nè, Võ Văn Cờ nè, Trần Văn Lấy nè, Tràng nè, Văn Ấp nè. Ô, ở đây rất nhiều luôn nha bà con. Ở đây là có liệt kê hết tất cả các tên luôn nè, Sáu Liễu, Tân Việt, khu 85, Ngọc Cục, Nam Thái, Bắc Việt. Ồ, Chính Hoàng là Kế Nam Thái. Nhưng mà thật ra là chị mình không phân biệt được nha bà con. Tại vì chỉ có một số, nãy giờ ba mươi cầu đi, ba mươi cầu thấy họ để cái tên có một số thôi. Chứ còn mà cái chỗ mà có nhiều cái nó gáp nhau, người ta không có để tên đó bà con. Ôi coi nè, người dân người ta sống ở trong này luôn nè. Ba mấy cậu không biết là hồi xưa trước năm 75 là có ai dám sống trong này không. Sau này thì giờ khi mà cái lượng người di cư nhiều quá thì họ vào đây. Trời ơi bà con quá thấy không, một cái cộng đồng sớm ở trong thôn nghĩa địa luôn đó bà con. Họ nuôi gà, nuôi bò, nuôi heo, rồi nuôi gà nữa. Đó, họ sống chung quanh là mồ mả đó, rồi phơi đồ đó. Nói chung là cuộc sống của họ gắn liền với lại những cái ngôi mộ này. Rồi xin thưa bà con quát xe hết xăng rồi, phải đi đổ xăng thôi. À, bên đây là nghĩa trang, này là nghĩa trang Đông Quang nè. Nghĩa trang Đông Quang này như trước năm
Rồi mình ra đây rồi đây. Rồi giờ ba mẹ cậu đi kiếm chỗ đổ xăng thôi. Chứ chạy vòng vòng ở trong nghĩa trang mà nó hết xăng là sợ lắm. Rồi hôm nay ba mẹ cậu đã chở bà con của bác đi hết toàn bộ luôn. Nói chung là chọn cái nghĩa trang luôn rồi bà con. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa như là ba mẹ cậu đi sạch luôn đó. Hôm nay trường mầm non Trạng Nguyên. Chỗ đổ xăng. Rồi thôi ba mẹ cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ cậu. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.